Hi, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh chia sẻ kiến thức Linh TV. Để ủng hộ mình, các bạn hãy tiện tay bấm vào nút đăng ký kênh, like, share video và sẽ không mất nhiều thời gian của các bạn. Nhưng đó là niềm động viên to lớn cho mình. Tiếp tục với chủ đề hướng dẫn InSketch cơ bản. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo logo từ chữ ký của mình trên InSketch. Và không để cho các bạn mất thời gian thì chúng ta sẽ mở InSketch lên và tạo một file mới bằng cách chúng ta vào File, chọn New. Tiếp theo các bạn sẽ mở các cái nhóm công cụ để hỗ trợ cho việc thiết kế bằng cách chúng ta sẽ vào Object. Chúng ta sẽ chọn Fill and Store. Tiếp theo các bạn sẽ vào cái mũi tên chỉ xuống đây. Các bạn mở tiếp nhóm công cụ Align and Distribute. Tiếp theo tương tự chúng ta lại vào cái mũi tên chỉ xuống đây. Các bạn sẽ mở tiếp nhóm công cụ Path Effects. Bước tiếp theo các bạn sẽ định dạng kích thước của logo bằng cách chúng ta sẽ vào File, chọn Document Property. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn đơn vị trang thiết kế. Và mình ở đây mình sẽ lựa chọn đơn vị là Pixel. Tiếp theo các bạn sẽ lựa chọn đơn vị thiết kế. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể lựa chọn các cái đơn vị thiết kế ở đây. Và mình sẽ lựa chọn đơn vị thiết kế là Pixel. Tiếp theo là các bạn sẽ định dạng chiều rộng cũng như là chiều cao của thiết kế. Thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của logo mà các bạn sẽ định dạng chiều rộng cũng như là chiều cao của thiết kế. Các bạn thiết kế logo của chúng ta theo chiều ngang hay chiều dọc thì chúng ta sẽ lựa chọn đây. Ở đây mình sẽ lựa chọn cái thiết kế chúng ta nằm ngang. Tiếp theo các bạn hãy chụp lại chữ ký của mình và lưu vào trong máy như thế này. Sau đó chúng ta sẽ thêm nó vào trong thiết kế bằng cách chúng ta sẽ vào File, chọn Import, Upload. Bước tiếp theo là các bạn sẽ vẽ lại chữ ký của mình bằng công cụ Draw Biên Gen. Rồi các bạn chú ý ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cái chế độ vẽ đó là Benzen Mask. Sáp thì chúng ta chọn nớt. Bật thanh Slapping lên. Chúng ta sẽ chọn vào tất cả các cái lựa chọn này để chúng ta tiện cho việc thiết kế. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhấp chuột trái. Ở đây thì chúng ta thấy đây là cái phần nét đậm, thấy đây là nét mờ. Ở đây mình sẽ tạo ra ba đường gấp khúc như thế này. Sau đó chúng ta kích chuột phải. Ở đây thì chúng ta sẽ bỏ đi cái màu phim, kích chuột trái. Sau đó chúng ta sẽ giữ phím Shift, kích chuột trái vào cái màu nét vẽ. Tiếp theo là các bạn sẽ lựa chọn vào cái nút công cụ Edit Path. Các bạn sẽ đưa con trỏ vào đây để điều chỉnh độ cong của nét vẽ. Sau đó bước tiếp theo là các bạn sẽ nhấp vào các nút hình vuông này. Các bạn sẽ chọn vào cái nút nhấp vào cái nút hình tròn đây để chúng ta điều chỉnh độ cong của nét vẽ. Các bạn có thể kéo dài ra hoặc là ngắn lại nút tròn này để điều chỉnh độ cong của nét vẽ. Tiếp tục như ở đây. Sau khi các bạn đã điều chỉnh xong thì các bạn sẽ vào bát Fetch, chúng ta chọn dấu cộng, sau đó các bạn sẽ gõ vào đây là Power Stroker đây. Cái hiệu ứng này á, mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn trong cái video đó là hướng dẫn hiệu ứng Power Stroker. Thì các bạn có thể xem lại. Ở đây thì các bạn để ý thấy nó không được tròn. Chúng ta sẽ kéo lại cái nút tròn này để chúng ta điều chỉnh cho nó tròn cái nét vẽ của chúng ta.
Tương tự, ở đây tương tự như thế này. Thì các bạn tiếp tục chọn vào cái công cụ Dorin Benzene. Và chúng ta đưa gạch trỏ khi nó tiếp xúc, đây, nó tiếp xúc với cái nét vẽ lần trước. Và chúng ta tương tự, chúng ta sẽ vẽ xuống dưới đây. Và chỗ này thì nó sẽ nét sẽ nhỏ, chính vì vậy chúng ta chỉ vẽ đến đây thôi. Chúng ta sẽ kích chuột phải. Tương tự các bạn sẽ vào cái thanh công cụ của Eric Bass. Chúng ta sẽ điều chỉnh tiếp tục. Ở đây thì mình sẽ bấm vào nút tròn này để chúng ta điều chỉnh tương tự. Nào, thì bây giờ tương tự các bạn cũng vào chọn cái hiệu ứng Power Stroker tiếp. Thì ở đây là một cái đường đậm, chúng ta sẽ để nó đậm như thế này. Và chúng ta chú ý zone ở đây chúng ta chọn Router. Chỗ này là một nét mảnh. Tương tự chúng ta làm cho các cái đường nét khác. Looking for a child star missing in London. Hanging with a new crowd that dressed like the undead. If you're jumping bail, you know he's gonna find you. So you better figure out where you gonna run to. Where you gonna run to now? Hunt in the jungle, he got snakes on a plane. The bounty hunter's coming and don't care if you're framed. You don't know him, he's a man with no name. The bounty hunter's coming and he don't care. A lawyer's got a double life going on the side. While living with his in-laws, he was caught in a lie. You can try to cover up your tracks, but he'll find out. Rồi, ở đây thì sau khi chúng ta đã làm xong rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái xóa cái ảnh chụp chữ ký chúng ta đi. Chúng ta bấm delete xóa đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại một chút. Say you have a shaking faith. Cry and cover up your face. I don't want to watch you die. So listen up and start to fly. Live in a daydream where angels light the weary eye. Inside a house you can't escape. They will carry you with hands above to a place you'll finally love. Live in a daydream where angels light the weary eye. The daydream will finally bring you to the light. Daydream, it's not the way that everybody tries. What is it that brought you down?